Em... xe gì đấy? Xe 51 khổ à? 923 phường trên tờ giấy là xe này là nhãn hiệu gì đấy? Anh chẳng biết nhãn hiệu gì. À, anh ơi, bảo công an phường em xin mời được gì chẳng? Nhưng mà bố con tôi đang làm việc với cán bộ này, không tên là gì quên mất rồi, nhưng mà là gọi là cán bộ công an hình sự, sinh năm 92. Video trước tôi đã đọc tên rồi, có tên rồi. Đấy, đã đủ rồi. Cán bộ này đang làm biên bản bàn giao. Đấy. Gia đình là sẽ hợp tác hết sức. Nếu như mà con trai tôi vi phạm đâu sẽ phải chịu tiền đó. Sẽ gia đình sẽ không bao giờ dung túng bao che. Đã xuất trình rồi. Đã đầy đủ căn cứ rồi. Còn cái anh này không biết tên là gì vào đây quay bố con tôi nhé. Sau này sẽ làm việc với thanh tra thành phố sau. Anh này không biết tên là gì nữa, không có tên tuổi. Đấy, rất rất là nhiều những lực lượng này không biết là để coi như là áp tải bộ con tôi nhá. Vi phạm ở ngoài đường mà lại đi vào trong công an phường Phúc Diễn nhá. Đây là thuộc công an phường Phúc Diễn. Đấy, con cứ làm việc đi, bố đứng ở bên ngoài bố giám sát. Đấy chính là nhà báo. Đấy nha, rất nhiều lực lượng vào để cưỡng chế bố con tôi. Trong khi đó chỉ là vi phạm giao thông, chỉ là vi phạm giao thông bình thường thôi. À, con trai thôi. Vi phạm giao thông bình thường thôi, nhưng mà các chú các bác liên ngành 141, đây có đồng chí cảnh sát cơ động áp tải bố con tôi này. Đồng chí này thì là đánh con trai tôi này, công dùng đèn pin đút túi. Đánh vào vai con trai tôi. Đồng chí này không biết tên, không có tên tuổi này. Nói tôi vu khống này. Tôi đề nghị anh sẽ làm đơn kiện lại tôi. Người này nhá, người này đeo khẩu trang kín mít này. Rất nhiều những lực lượng áp tải bố con tôi vào đây. Áp tải và bắt giữ cả một cháu gái nữa. Một cháu gái là bạn gái của con trai tôi. Kìa nhá. Đấy. Bắt hết đi vào phường. Và bố con tôi đề nghị là cơ quan chức năng làm việc là phải có chuyên đề kế hoạch, phải xuất trình cho người dân xem theo thông tư 67 và thông tư 57 của Bộ Công an, nhưng mà không hề có. Không hề xuất trình, chỉ là những người phục vụ nhân dân, chỉ là những người đầy tớ của nhân dân mà nói là không có nghĩa vụ phải xuất trình cho chúng tôi xem. Vậy là có đủ năng lực và trình độ để phục vụ nhân dân hay không? Trình độ về chính trị của những người này là như thế nào? Vi phạm giao thông mà bắt về phường để coi như là còn đánh. Không, con phải nói là gì? Con có đầy đủ giấy tờ, nhưng các chú không cho xem chuyên đề làm việc của ngày hôm nay nên chưa xuất trình. Chưa xuất trình thôi. Con hỏi chuyên đề đâu phải lôi ra thì mình. Ừ, đấy, xin hỏi. Chưa xuất trình. Sao mình biết được công an thật hay công an giả? Chưa xuất trình thôi, chứ không phải là không xuất trình. Có xuất trình.
Đây, giấy tờ xe đây nhá. Đây nhá, giấy tờ xe đây này. 29AA 8126 29AA đây nhá. Để quay cho và chụp lại 29AA 8126 đây nhá. Đầy đủ giấy tờ. Chứ không phải là xe trộm ăn cắp. Đấy nhá, các lực lượng đã coi như là đã còn khám cả xe rồi. Đấy, trong xe mà có cái gì tí nữa là không chịu trách nhiệm nữa. Vương quay khám xe rồi. Đấy, đã khám xét xe rồi.